điện của nắng. Ơi em cầm máy đi, anh thấy dốc này cao dữ lắm nè, cầm đi cầm đi cầm đi, em cầm đi. Cái góc máy hơi nghiêng xuống xíu để cho nó đẹp nha, được chưa? Nghe nói cái dốc này là rất là cao nè. Chuyện của nắng, mình sẽ quẹo phải lên trên Đà Lạt này. Các địa điểm tham quan toàn là đi rừng, đi đèo, đi núi đồ không à. Ba mươi km một giờ. Trời ơi, vậy chạy tốt dữ luôn hả? Trời ơi, trời ơi, cái dốc cao dữ vậy hả? Thôi bây giờ mình trải nghiệm con dốc nha. Được sao không được, chậm chậm thôi, mình thả chậm chậm thôi, đừng lên ga thôi, chậm chậm thôi. Quá trời cao luôn, chuối sâu quá trời sâu luôn nè. Trời ơi, xe này mà yếu yếu là chạy lên không xong nè, không chết à. Gặp xe tay ga đi không quen nữa nè, thấy không? Họ chạy lên nó mới phê xuống. Chạy lên thì không sao. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Ây da. Ây. Trời ơi. Chạy nín thở luôn. Lên nữa hả? Lên nữa hả? Lên nữa hả? Không. Hai bầu kia thì chạy vô trong rồi. Chạy vô trong nữa xe máy. À. Lâu dọc dọc nó đại đi. Ai nón nón. Cảm nhận nó dốc quá trời ơi ha. Bởi vậy hôm bữa thằng Phương nó chạy là không không được là đúng rồi đó. Nè. Anh chị coi cái dốc nè anh chị. Cái dốc quá trời đứng luôn. Đây là chuyện của nắng, săn mây bình minh và ngắm hoàng hôn 5 giờ đến 20 giờ. Nè, coi cái dốc nè. Quá trời đứng luôn ha. Con đường dốc đi lên rất là cao anh chị. Cái này mà xe yếu yếu là lớn quá là lên không nổi luôn á. Trời ơi, Đà Lạt các cái địa điểm tham quan gì đâu mà thấy nó hơi ngộ ngộ ha. Thấy gì đâu mà đường đèo đồ cao đồ. Dạ, còn đi lên cái dốc nữa kìa. Mày đi bộ lên dốc nữa hả? À, cái này là thấy thấy cái dốc này là thóc chị địa điểm ta. Thóc địa điểm luôn hả? Cái dốc này á, đi lên đi 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 xuống thiệt chứ. Thấy muốn đau chân luôn á. Biết sao không? Phụ nữ mang giày cao gót là đi là phê chân luôn. Mình mang dép là khỏe re. Mang nó về ba ta nè, thấy không? Ừ. Đẹp rồi phải chịu khó. Đi phải hy sinh gì nghe thật hả? Ở đây có bán áo mưa dài dù. Áo mưa gì? Ở đây có bán áo mưa và dù. À là bao nhiêu? 110 hả? Là lên chảnh là có một phần nước hả? À, đúng rồi. À, đây có bán áo mưa dù. Đâu có đâu, tại vì mình thấy lạ lạ mình đọc thôi. Nè, rõ ràng nè, ở đây có bán áo mưa với dù nè. Họ đang tặng nhà mình cái voucher, đây là những địa điểm liên kết với bên em. Nếu mình tới mà đưa phiếu ra thì được giảm 10% nha. Cái okay. Đó là địa chỉ cụ thể luôn ạ. À, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Dạ. À, giờ đi nào, đi đường này lên hả? Dạ, nhưng mà sẽ lên dạ. Lối đó. À. Các địa điểm tham quan ở Đà Lạt anh chị thì người ta thường là mình sẽ có bán vé rồi mình kèm thêm phần nước vậy đó anh chị. Như vậy thì cũng được đi. Có một số địa điểm mà mình
bán vé, giá vé nó cao quá thì vào trong mình phải mua nước nữa, nó hơi ngán. Như vậy thì cũng hợp lý. À. Uống không à, không coi chụp hình. Sáng mình cũng uống trăm mấy ly mà. Chụp hình, chụp hình thì phải tốn tiền nữa. Ủa 70 ngàn mà sao tính tiền nước uống cho bà có 400 mấy mà. Chuyện của nắng. À, đâu đi tham quan dạo dài đi. Địa điểm này là lúc này đang rất là hot anh chị. Anh sao anh bỏ em vậy? Đấy kìa. Ui, không mắng trượt. Đó, trượt từ đó xuống dưới luôn. Trượt, trượt, trượt xuống dưới luôn hả? Rồi họ lên bằng gì? Đi bộ lên. Đó, họ họ tạo những cái tiểu cảnh ở trên những cái đồi anh chị cho nó đẹp 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 thì rồi họ làm một cái địa điểm tham quan để mình đến vui chơi chụp ảnh. À lên đi, lên cái chìm. Lên chìm nè, xuống đây còn cái dưới nữa. Đâu đó, đi xuống đây còn có quay như vậy nữa. À đây nữa mà, đây xuống đây còn xíu mà. À, dưới cũng quá khó khăn. Đây dưới một xíu mà. À, khu vực ở đây người ta trồng những cái dâu đồ ở trong những cái nhà kính anh chị. À, lên trên đây thì thấy view rất là đẹp. Các địa điểm thì bây giờ nó hơi tương tự nhau anh chị. Rồi à, quán cà phê ngồi kia, ngồi cái view nhìn nhìn xuống dưới thung lũng này. À, đẹp kìa không? À, chỉ có một địa điểm nho nhỏ vậy thôi mà họ cũng làm du lịch rất là hay ha. Đà Lạt là bây giờ là tất đất tất vàng, đâu đâu cũng có thể là một địa điểm du lịch hết trơn anh chị. Một căn nhà nhỏ xíu thôi cũng là một địa điểm du lịch, một cái chỗ như là để mà họ có thể là kiếm ra rất là nhiều tiền, như là mình làm homestay, làm những cái khu nhà nghỉ khách sạn thôi. Đây là gì? Tấm kính hả? Có tấm kính vậy thôi hả? À. Em muốn qua chiếc xe nè em, chiếc xe này là nè em. Em vòng qua bên chung với Quy với Lon á. Đây có chiếc xe nè, chụp ảnh đây được nè. Dạ. Chuyện của nắng có chiếc xe. Chiếc xe chặt ly chở các hoa, nhưng mà toàn cái này hoa giả mà. À, địa điểm uống cà phê đây rất là mát anh chị. Chỗ này đẹp nè. Chỗ đẹp ha. Đây có một cái khu đất trống. Khu đất trống đây thì có cái view mình nhìn ra thẳng ra xuống ở phía dưới anh chị. Nó rất là đẹp. Ở Đà Lạt này bây giờ chỗ nào mình cũng có thể là mình kiếm được tiền hết trơn anh chị. Mình tạo những cái tiểu cảnh, những cái khu nó tương đối là mát mẻ và đẹp như vậy, mình tạo ra được những cái cảnh đẹp như vậy rồi để khách du lịch đến tham quan, rồi uống những ly cà phê nè, thu nhập cũng tương đối là kha khá ha. Chỉ là một địa điểm chuyện của nắng thôi chứ không có gì, không có gì lạ hết ha. Khung cảnh này chị thấy nhìn đẹp không nè, rất là đẹp ha, rất là trống trải, không có cây cỏ gì hết. Có những cái bàn nhỏ nhỏ ngủ cà phê, mình nhìn thấy thì nó hơi hiu hiu nha, nhưng mà thật sự là xuống dưới là còn một cái tầng ở dưới nữa anh chị. Ồ, oh, tiêu rồi. Đây, chuyện của nắng.
những cái xe rất là đơn giản nhưng mà người ta trang trí lên để mình bán những cái đồ ăn vặt anh chị ha. Làm nó rất là đẹp. Đây có con dốc lên đẹp quá trời luôn nè. Đây thì mình trang trí cái điểm nó tương đối là đẹp đẹp rồi mình mở thêm cái quán cà phê nữa anh chị. Nhưng mà thấy khung cảnh ở đây thì rất là đẹp. Đến đây sẽ có được những cái tấm ảnh nó rất là đẹp ở trên cái địa điểm chuyện của nắng. Mưa rồi. Khu vực này là chơi máng trượt ha. Quý khách vui lòng không tự chơi máng trượt. Khu này rất là cao. Nếu mà không có mưa thì mình ngồi uống cà phê đây thì nó rất là đẹp anh chị. Rất là mát mẻ. Đây là khu vực máng trượt ha. Đây rất là nhiều các cái nhà người ta trồng dâu tây rồi đó anh chị, trồng nhà kính đó. Đứng trên cao mình nhìn thấy khung cảnh ở dưới đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi mưa rồi. Mưa rồi. Mưa rồi thôi đi vô trong. Đà Lạt thì bây giờ thấy ở đâu đâu khung cảnh nó cũng tương tự giống vậy à. Người ta làm những cái tiểu cảnh, những cái khu vực nó tương đối là đẹp để mà lấy tiền của khách du lịch. Thôi anh chụp cho em thử cái đường dốc này ha. Khung viên thì chỉ có bao nhiêu đây thôi anh chị. Có một cái quán cà phê bên trong. Khung viên ở trong đây thì khi nào trời mưa thì có thể mình vô đây ha. Còn thôi mình ngồi ở ngoài thì cái view sẽ đẹp hơn anh chị. Có những cái view bên đây nữa nè ha. Dài dài dưới đây. Ở dưới đó cũng có những cái dãy bàn dưới đó đó. Mình ngồi ở ngoài sẽ mát mẻ hơn anh chị. Cái này buổi tối thì lên đèn thì chắc sẽ đẹp hơn ha. Đa phần là người ta ngồi ở ngoài nhiều hơn. Vào trong đây thì nó ấm áp thôi nhưng mà nó không được đẹp lắm. Hả? Coi có gì? Đúng vậy. Này nó có soda, trà vải nhiệt đới, cà phê. Thôi trà vải đi. Đây phải trà vải nhiệt đới rồi. Trà vải nhiệt đới đúng không? Đúng rồi, ok. Vào trong chuyện của nắng thì một vé nãy là 110.000 anh chị. Mỗi người mình sẽ được thêm một ly nước. Các địa điểm này hình thức giống như là mình làm các cái tiểu cảnh để mà khách đến chụp hình rồi uống luôn cà phê anh chị ha. Nhưng mà tháng này đi thì thấy là tương đối là vắng. Chứ mà nghe nói là tới cái tháng hè rồi anh chị, là vào đây là lố quớ là không có chỗ ngồi nha. Đông dữ lắm. Lên trên đây ngồi hồi chắc quéo quéo luôn. Gió quá trời gió luôn á. Hồi nãy cũng có mưa phất phất nhẹ nhẹ lâm râm thôi anh chị. Nguyên ngày hôm nay em đi chơi thì không có trời mưa. Trời rất là mát mẻ. Nhưng mà buổi tối này thì bắt đầu là thấy có mây đen rất là nhiều anh chị. Xung quanh đây là cái dốc nè. Người ta trải những cái ghế dọc ở bên hai cái dốc anh chị. Rất là đẹp. Lên đèn rất đẹp ta. Lên đèn thì chỗ nào không đẹp em? Ở đây nhìn xuống, nhìn bao quát đẹp ha. Thì các cái nhà người ta trồng
rau củ á. À, trồng trong nhà kính rồi đó. Bầu trời bắt đầu có mây đen rồi ha. Nhưng mà chắc không có mưa đâu, mưa phùn nhẹ thôi. Lên đèn là đẹp hẳn liền ha. Bởi vì hiệu ứng của ánh đèn mà. Ở lên đó là 110.000 là có một vé nước uống luôn, chụp ảnh. Ừ, vậy cũng đẹp rồi. Địa điểm đây hình như là mình mở cho tới 9 giờ tối là hết á. Anh chị thấy là lên đèn là thấy là rực rỡ. Hồi nãy mấy cái cây này nhìn lá nó cũng hơi trơ trụi, nhưng mà lên đèn cái là nhìn cái view nó khác hẳn liền ha. Đó, lên đèn cái là rực rỡ hơn liền. Đúng rồi, đúng rồi. Trang chắc đang ở bên trong á. À, lên đèn là khác hẳn liền. Đâu rồi? Tuấn đây à, phải ngồi dưới đây luôn rồi. Đây nè. Hả? Trời ơi, vậy mà người ta rủ lên chảnh cho nó đẹp. Ngồi chảnh chờ cho nó đẹp. Đà Lạt tối nay là 19 độ C anh chị. Mà trời cũng mát mẻ nha. Không có mưa cũng đỡ. Nguyên ngày nay là đi chơi nay là chọn nguyên ngày luôn chị, không có mưa. Nãy tụi em cũng có mưa phùn hồi nãy trên ngay chỗ quán gì chuyện của nắng á hả? Mưa nhỏ xíu, ăn nhầm gì. Nãy không à, không ăn thua. Nãy tụi em cũng đến tham quan cái địa điểm chuyện của nắng anh chị. Ở trên đó cũng tương đối là đẹp nha. Người ta cũng làm các cái tiểu cảnh, rồi cũng bán vé mình vô để mà mình chụp ảnh vũ cà phê luôn anh chị. Giá vé nãy là 110.000 vé. Mà hồi nãy vô đó là ấn tượng nhất là có cái dốc rất là cao. Dốc hồi nãy chạy xuống một cái đã sợ rồi, chạy lên còn ghê nữa. Xíu không á, nhưng mà cái xe này mạnh, cái xe yếu lên không nổi. Xe yếu lên không nổi đâu, chiếc quy sành lên không nổi đâu. Dắt bộ lên chắc chết luôn. Bây giờ thì tụi em đang ăn cái món lẩu gà lá é tàu ngộ anh chị. Ở trên Đà Lạt này anh chị đi là mình sẽ gặp rất là nhiều các cái quán lẩu gà lá é tàu ngộ anh chị. Nói thật sự là bây giờ là mình là khách du lịch lên đây thì mình cũng không biết cái chỗ nào là chi nhánh chính. Mình cứ việc lựa cái quán nào mà thấy đông khách, là mình nghĩ là cái địa điểm đó là nhiều người đến thì mình đến mình ăn. Chứ có một số địa điểm quán cũng là lẩu gà tao ngộ mà thấy không thấy vắng que gì, thấy không có khách khứa gì chứ vắng. À, cái lá é là cái lá này nè phải không? Ủa sao nó giống cái lá? Ờ, giống cái rau quế của mình. Lên đây chứ mà ăn một hai lần rồi cũng không có nhớ. Giống lá quế với cái lá gì mà để làm màu á. Lá cẩm á hả? Nè, tựa nè. Nhưng mà ở Bến Tre mình như cũng có bán nữa, nhưng mà cái rau này nó cho ít. Lên đây ăn nó nhiều hơn. Rồi, vậy là giờ là cho thêm lá é vô nữa hả? Nhúng hả? À, lẩu gà lá é.
Thôi bỏ vừa vừa thôi, rõ anh ăn không được sao anh, ăn số 7 anh ăn không được. ăn không được rồi thì nhân nhịn. Đứt tay mà hay xuống quá. Cái của mình chín chưa? Mình tự lo mình chưa sôi. Chưa. Ê ê vậy được rồi đó, giờ cho rau vô được rồi nè phải không? Không chưa sôi hả? Chưa sôi đâu. Ăn ra Đà Lạt ăn lẩu là ấm bụng rồi. Bên nào ở bên đó chứ đâu. Ê ba người đúng rồi này, ba người, đây ba người này. Chia làm ba hả? Chia làm đôi, chia làm đôi. Cắt nửa dần tăng nha. Mà nay nãy ăn nha. Ý là em ăn khúc lộn á. Chưa phải không? Chưa sôi phải không? Trời ơi, bên kia sôi rồi kìa. Cả môn này nha. Bên kia sôi đùng đùng rồi kìa. Ăn từ từ đi, tính em. Còn đây còn dĩa nữa. Thì ăn cay mới ngon. Bên này chín chưa? Đây ăn được chưa? Chắc nó làm cũng chín rồi Quy ơi. Chín rồi, nhưng mà sôi lên thôi. Sôi lên về được rồi nè. Nó về được rồi. Mà hình như gà trên đây nó ăn con gà dai ha, sao thấy cảm giác nó dai dai. Gà núi mà. Gà núi hả? Mai á mình đi ăn gà đen đi. Nghe chỗ cái quán gì đó ăn gà đen. Quán cơm gà đen. Ừ, đi lên đây ăn lẩu dê mới ngon, nó mới ấm. Với lại mình ăn bữa trưa á thì mình ăn cơm. Đi ăn đi, mình ở đây tới ba đi. Ôi. Đói rồi. Mai cả nhà cùng ăn. À cái rau này là giờ mình nhúng là mình ăn được phải không? Tưởng là mình thả giống như là ăn rau kia chứ. Rồi, cho vô đi cái mình nhúng qua mình. Tưởng tượng nó chắc một hồ mình chạy mấy vòng vậy á, nào vô cái sức dầu nó ơi. Xíu nữa là sức dầu rồi. Cái chị còn nói dữ hồn hơn, bữa nay chị có đem chai cây dầu. À, rút kinh nghiệm lần trước phải không? Nay anh cũng có đem dầu nữa. Đặng tối sức dầu nữa. Dầu dành đi. Ừ. Vậy. Thôi. Nội, pha cái vườn chút béo à. Mẹ nó rủ mình đi chơi chung rồi. Nó không cho mình làm ăn mẹ gì đó. Ăn cay nha. Cay quá thì cay rồi. Mấy thằng mẹ ăn cay. Nè nè nhân, à, nè nè Quy. Nếu mà tin ca hay là mấy ông mẹ ăn cay dở chứ. Em thấy nồng thiệt á. Cay không? Mai là chị bỏ chút xíu ớt bên đây chứ chị không có bỏ hết nguyên nè. Tao mà bỏ hết này là mày khỏi ăn. Chị ăn bên đây với chị ăn cũng ngon. Nồi bên đây ngon hơn. Cái nồi bên đây ngon hơn mày. Đấy thì vợ chồng đó ăn mày. Chị đừng cứ cãi vậy em. Chén là của Quỳ phải không? Rồi hai con này nó ăn lại chồng đâu. Rồi tao ăn bên đây nữa hai con. Bởi vì đi ăn mấy người mà ngồi giữa giữa. Nguy hiểm lắm. Ừ. Kêu đi. Em ơi. Cái gì? Gì sake? Sake má ơi. Còn cái tô đó nha. Còn cái tô thịt này là riêng hả? Đổ vô đi cho nó nóng nha. Ồ, hấp dẫn. Hấp dẫn. Nó cay không? Vậy mà anh răng nít, bỏ hết đi. Ừ. Ý là gió nữa. Biết sao không? Đi lên đây thấy lẩu gà tao ngộn nhóc luôn á, mà hồi nào giờ đâu có ăn đâu. Thấy mà quán nào cũng có đóng, mình không biết quán nào ngon. Em cho chị Diễm một cái bún gì ok nha. Hả? Bún gì ok. Bún gì ok. Một dĩa chứ. Một dĩa. Một dĩa bún gì, một dĩa. Bởi nó ổn nó bún gì nè. Chỉ ra Đà Lạt trời nóng nè, trời lạnh nè, ăn đồ nóng là ngon nhất. Tấn ngọc kê là tấn gà. Không, nãy giờ mình chạy lên cái bụng nữa. Rồi á, gọi thêm một mấy rồi. Ừ. Hình như là nó có cái nước lèo như có vị xả hả ta? Giống như gà hầm xả vậy. Phải không? Cái mùi lá này hả? Sao có mùi xả ta? Chắc là cháy thôi nó ăn. Ừ. Đúng rồi, cái lá này nó có cái mùi nó ngộ ngộ.
mình không biết diễn tả làm sao. Bỏ đại em đây đi. Nhỏ lớn nhất á. Hồi giờ để kêu đổ vô hết. Nước quá chà. Mang người nấu là nước á. Hồi nào giờ mới biết cái mặt sau đây luôn á. Thường là đi cái đường ở trên cái bông mặt Tiso đi xuống. Ở đây gửi xe miễn phí. À. Mà đi bên kia, gửi xe phải tốn tiền hả? Tốn tiền. À. Đi tiện hơn ha. Không đi xe Tigo không biết ha. Đi lớp đi toàn là cái gì? Lotte hả? Siêu thị Go Đà Lạt. Này là còn xuống tút dưới nữa hả? Hình như dưới tầng hầm dưới là khu ăn uống mà. Khu vui chơi trẻ em. Đây là Lotteria. Kiểu như là gà rán. Gà rán rồi mì Ý rồi. Mình muốn mua cái đó là mình phải vô cái khu mà đồ ăn phải không? Kem tràn tiền nữa kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vô khu mua sắm tự chọn á, cái khu mà mua đồ ăn á. Ờ, rộng hơn Bến Tre nhiều. Đây người ta bán đồ ăn giặt đồ cũng nhiều anh chị. Siêu thị ở Đà Lạt đông khách, còn ở Bến Tre thì thấy vắng khủng khiếp anh chị. Khu vực này là mới có nè, quá trời đông khách luôn.